Hello, ô tô cũ đoàn nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Toyota Innova. Có năm sản xuất 2018. Phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 65A160171. Hiện tại chiếc Toyota Innova đang có tại cửa hàng ô tô cũ đoàn nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh, mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Trang bị la răng đúc 4 bánh, trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, máy eco. Máy eco thì rất là tiết kiệm nguyên liệu, form dáng rất là trườn xe, form mới rất là đẹp các bác này. Toyota Innova mang thương hiệu Nhật Bản. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quý đá. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt. Một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi, rất là rộng rãi. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam nùi đầy đủ. Tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu. Độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn khá là nhiều các bác nhá. Đấy, form dáng của nó này rất là đẹp luôn. Trang bị la răng đúc 4 bánh này, túi khí ABS đầy đủ, lốp dép của nó khá là ok, khá là dày dặn các bác nhé. Phần nội thất của xe, nội thất ghế da bò rất là bắt mắt. Chân nỉ của nó nguyên bản theo xe, trang bị hai dàn điều hòa độc lập, với một dàn điều hòa đằng trước là 3 dàn điều hòa. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều ok. Sản xuất 2018 các bác nhá, zin toàn tập luôn. Zin từng con ốc các bác nhá. Tất cả những cái cột kèo đinh tán nguyên zin đai nguyên kiện luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện. Táp ly của cánh cửa cũng đằng sau bên phụ, khá là đẹp. Tất cả những cái khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Keo chỉ của nó, keo chỉ zin, keo chỉ zin đều tấp tấp, bật lên xuống ốp inox mạ chrome. Tất cả những cái cua lốp không hề có hiện tượng mô mọt chi. Một mẫu xe lướt, đó là một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, máy 2.0, tay lắm mở cửa, ốp inox mạ chrome, màn hình cam nồi, màn hình Android. Trang bị hai túi khí an toàn, một cho người lái, một người ngồi bên phụ. Bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu, bô lăng kép các bác nhé. Bô lăng 4 chấu, bô lăng kép. Bô lăng của nó rất là đẹp luôn. Trang bị bàn phím trên bô lăng, quả số phanh tay. Rất là ok. Tất cả những cái ốc áp bản nè, chưa hề động đến ca lê mỏ lết. Phần nào bật lên xuống ốp inox mạ chrome. Phần táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ,
tất cả những cái keo chỉ của nó đây. Keo chỉ zin nguyên bản. Khung cánh cửa không hề mục mọt. Ốc ác bản nè. Vẫn còn nguyên bản các bác nhá, chưa hề động đến ca lê mỏ led. Một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá phá không hỏng. Tích hợp xi nhan báo rẽ trên gương. Đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Đây là phần lóc của xe này. Phần quả lốp của đằng trước bên phụ. Lốp dép của nó khá là ok, cua lốp thì khá là dày dặn luôn, không hề có hiện tượng mục mọt. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Form dáng rất là đẹp. Hai cặp đèn pha, hai cặp đèn gầm của xe này. Đấy, nguyên bản theo xe. Đấy, nguyên bản các bác nhá. Phần quả lốp của đằng trước bên lái các bác này. Lốp dép khá là đẹp luôn. Có năm sản xuất 2018. Đây là một mẫu xe lướt tư nhân gia đình sử dụng. Xăng ăn thì tầm 9.7 trên 100 cây số, chưa đến 10 lít các bác nhá. Đấy, mà chở được 8 người. Phần táp ly của cánh cửa của đằng sau ở đằng trước bên lái này. Đấy, bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Tất cả khung cánh cửa keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin có nhá, bật lên xuống này, ốp vlog mạ chrome. Ốc bác bản này chưa hề động đến kale mở led. Tem mác theo nhà máy sản xuất 2018. Phần cột kèo đinh tán nó là zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Phần táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đó, âm thanh vũ trường thì cực hay luôn. Phần keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ zin, khung cánh cửa không hề mục mọt. Ốc bản nè chưa hề động đến kale mở led, bật lên xuống. Nội thất thì đẹp, nguyên bản. Lốp dép khá là ok. Đấy, bốn của lốp của nó khá là đều nhau các bác nhá. Cua lốp không hề mục mọt. Đấy, một mẫu xe Innova bản E số sàn, máy 2.0. Phần cốp sau xe này, anh em mà đi 5 người thì gấp hàng ghế thứ 3 lại làm khoang đựng đồ của nó này. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Đinh tán răng giật. Ốc ác chưa hề động đến kale mở led, keo chỉ zin. Keo chỉ zin có nhá. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Phần lắp cốp này. Đấy, tất cả cái lỗ của nó nguyên bản luôn. Keo chỉ zin.
đây là phần gầm xe này. Đó, gầm xe của nó này rất là đẹp luôn. Đây là phần quả lốp sô cua này. Và sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Các bác đi xem xe. Bác điện ra chưa? Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu các bác nhá. Đấy, bô lăng 4 chấu, bô lăng kép, túi khí an toàn. Đấy, túi khí an toàn cho người lái này. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhá. Vâng, máy thì đề cái lổ ngay luôn. Đấy, máy đề cái lổ luôn các bác nhá. Xi nhan báo rẽ này. Đấy, phun nước gạt mưa. Đấy, màn hình này. Đấy, điều hòa này. Điều hòa thì rất là mát luôn. Gương chỉnh điện này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Đó, trang bị hai màn hình các bác nhé. Hai màn hình luôn. Còn đây là phần quả số này. Đấy, cam nùi này. Đấy, cam nùi trên đây các bác nhé. Màn hình Android rồi. Cam hành trình này. Đó, phanh tay này. Phần kính lên xuống này, hoạt động rất là trơn tru. Đó, phần chắn nắng này, gương trang điểm này. Đó, gương chiếu hậu này. Phần hộp đựng kính này. Đèn trần này. Chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Bô lăng thì chưa hề có sự hao mòn mấy các bác nhé. Tích hợp bàn phím trên bô lăng này. Đấy, ấn bài này. Đấy, to nhỏ này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Nội thất thì rất là đẹp. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2018, phiên bản số sàn máy 2.0, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, với giá tiền chiếc này bên em đang chào bán với giá là 520 triệu đồng. 520 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn máy 2.0. Đấy, tất cả những cái đinh tán giàn giật này nguyên đai nguyên kiện thôi nhé. Ốc gác vẫn còn sơn chấm 7 màu cho nhà máy sản xuất. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Máy số zin các bác nhá, máy số zin. Máy lổ thì thầm, máy lổ giòn tan luôn. Đấy, quạt gió đang hoạt động các bác nhá. Máy zin luôn này, vẫn một keo đu chuột này. Đấy, keo đu chuột này.
máy nổ rất là êm. Máy thì khô ráo sạch sẽ các bác nhé. Phải nói là zin toàn tập luôn. Đấy, không một lỗi nhỏ. Sản xuất đời 2018 các bác nhé, đăng ký 2018 luôn. Ống ác lắp cabo chưa hề tháo nữa. Keo chỉ của nó vẫn là keo chỉ zin. Tem mác theo nhà máy sản xuất này. Đấy, tem mác theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Lớp lì của nó nguyên bản này. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Hình có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2018, phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 520 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Innova này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác những video lần sau ạ.